Thì trong đây nó đã có mè vừng, rồi đậu phộng, đậu xanh, rồi gạo nếp, bắp bể và đậu nành. Rồi bây giờ mình việc cho thêm cắm chim và cắm gà con nha các bạn. À, các bạn thấy không, đã chưa nè, nó đã lú mầm được phân rồi, có cái lên cả phân rưỡi luôn rồi nè, thấy không nè, rễ mọc dài cỡ này luôn nè, đã lú lú mầm lú lú mầm lên được một phân rưỡi rồi các bạn. À, mấy gà nó mổ mổ chết đó con. Thôi đi vô chuồng đi. Ê con kia thôi, nó treo con ven kia rồi. Ê có hai con các bạn, con này nó dính đây rồi. Trời ơi, ra vô làm gì đang dính đấy trời, nó bị dính lưới các bạn nè. Mình đang tìm cách mình gỡ nó ra nè. Hello, câu cá là đam mê. Xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. À, ngày hôm nay mình đang chuẩn bị xây mồi ngũ cốc, còn gọi là bột ngũ cốc, để ngày mai mình đi câu cá nha các bạn. Đây, đây là cái ngũ cốc, mồi ngũ cốc, còn gọi là cái bột ngũ cốc nha các bạn. Để ngày mai mình đi câu cá nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ trộn thêm cái thành phần này vô trong đây để ngày mai mình đi câu, đi ra đó trộn thêm ít nguyên liệu nữa là câu thôi, rất là dễ dàng nha các bạn. Thì trong đây nó đã có mè vừng, rồi đậu phộng, đậu xanh, rồi gạo nếp, bắp bể và đậu nành. Rồi bây giờ mình việc cho thêm cắm chim và cắm gà con nha các bạn. Đây là cắm gà con, thức ăn cho gà nè. Phần này mình cho ít thôi, không cần phải cho nhiều. Rồi còn đây là cắm chim, cho nửa gói hoặc cái một gói luôn thì thích nha các bạn. Tại vì mấy ngày hôm nay mình điều kiện mình nó hơi kẹt á, nên mình không có làm nhiều mồi cho bạn xem được. Đây là cắm chim nha các bạn đổ con chim vô đây luôn. Rồi bao nhiêu đó là được rồi, các bạn trộn cho nó đều lên, xong rồi xay thôi. Đó, đây còn gọi là mồi ngũ cốc, bột ngũ cốc nha các bạn. Mồi này chúng ta câu cá trôi chép chấm rất là nhẹ nha các bạn, và tùy theo vùng và tùy theo chỗ nữa. Rồi bây giờ bắt đầu xay thôi. Đây là cái chiếc máy xay của mình. Thì cũng có rất nhiều bạn đã hỏi mình về cái chiếc máy xay này. Thì đây là cái chiếc máy xay cà phê nha các bạn. À, mình mua cái máy xay cà phê này với giá là 2 triệu mốt. Đó, 2 triệu mốt luôn là cả ship luôn. Mình mua là 2 triệu mốt nha các bạn. Rồi các bạn cái việc nhấn cái nút ở bên dưới này lên nè là xay thôi. Mình sẽ xay nhuyễn nha các bạn, xay hơi nhuyễn luôn á. Rất là thơm luôn các bạn nè. À,
Rồi ok các bạn luôn nha. Mình đã xay xong rồi nè. Đó. Khi xay xong rồi nó sẽ được như thế này nha các bạn. Nè. Nó rất là mịn nè. Rất là mịn và nó đều với nhau. Đó. Đây các bạn hay thường gọi là bột ngũ cốc nha các bạn. Đó. Bột ngũ cốc đây là cái này nè. Đây là cái bột ngũ cốc. Chứ các bạn mà để nguyên chất á, các bạn xay á, các bạn xay sẽ không được. Nó sẽ bị dính cối nha các bạn. Các bạn pha ra. Thay vì các bạn ra ngoài điểm câu các bạn cũng pha. Mình đây mình trộn vô mình xay nhuyễn ra rồi có cần pha nữa. Cứ thế là có móc trộn mồi và câu thôi. Còn cái này các bạn cứ trộn thêm khoai lang, bơ tường an. Vậy thôi. Coi như khoai lang, bơ tường an và nước. Các bạn có thể cho thêm vài ít bắp hạt luộc nữa để móc trong lưỡi câu á. Đó, câu nó sẽ đạt được cái hiệu quả cao hơn có thể. Đó. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Mình có ủ một ngâm một ít cái thốc mầm các bạn. Không biết nó có lên mầm chưa nữa. Để mình quay qua cho các bạn xem nha. Mình ủ cái thốc mầm á. Hy vọng là nó sẽ thành công. Đây. Đây mình ủ cái thốc mầm ở ngoài đây nè các bạn. Ở trong một cái túi vải. Đây, trong một cái túi vải mình treo lơ lửng như thế này nè. Để mình lấy xuống thử coi, mình xem thử coi nó có lên mầm chưa nha các bạn. Trời tiếng ta cũng sẽ đẹp như thế này. Để cho mình tiện lợi đi câu cá về sẽ có những cái clip để cho các bạn xem. Đây, đây là cái thốc. Mình ủ trong cái bịch này nè. Để cho nó lên mầm các bạn. Mà không biết hôm nay nó có lên mầm chưa nữa. Hy vọng nó sẽ lên mầm các bạn à. À các bạn thấy không? Đã chưa nè. Nó đã lú mầm được phân rồi. Có cái lên cả phân rưỡi luôn rồi. Nè. Thấy không nè. Rễ mọc chài cỡ này luôn nè. Đã lú mầm lên được một phân rưỡi rồi các bạn à. Nè. Thấy không? Đó nè. Đóng luôn nè. Mình sẽ để cho nó dài thêm một tí nữa. Dài khoảng ở chừng 2 phân á. Chứ cái này cái rễ nó chiếm hết rồi. Cái mầm nó cũng ít lắm hết đó. À, mình ủ có 1 ký à mà nó lên đã đặt cỡ này nè. Một đống luôn, hốc mầm luôn. Hốc đã lên mầm luôn rồi. Nè. Chung lại là nó mọc cũng khá là đều luôn các bạn à. Như vậy là cũng khá ok luôn rồi các bạn à. Đó. Thấy ok không? Cái thóc mầm của ta không? Còn về mà cách ủ như thế nào á cho nó đạt hiệu quả cao á thì mình sẽ làm riêng một cái video mình hướng dẫn cho các bạn cách ủ cái thóc mầm này nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ buộc nó lại, mình sẽ để cho nó mọc dài ra thêm một tí nữa. Chứ như thế này nó vẫn chưa ok đâu các bạn à. Phải cho mọc dài thêm xíu nữa nó mới ok. Các bạn cứ dội nước thường xuyên. Ngày dội 3-4 lần nước. Và nhớ là để cho nó thoát nước ra là ok. Nè, các bạn cứ treo lên giống mình. Hoặc là để ở dưới đất cũng được. Mình thì mình treo lên như thế này. Rồi, các bạn múc nước. Nước giếng mình á. Các bạn lấy nước. Nhà mình có nuôi mấy con bịp bịp đó các bạn nè. Con bịp nó đang chào các bạn á. Con này biết bay rồi các bạn à, nhưng mà nó không có bay nè. Bay cũng khá là giỏi luôn rồi á. Không có bay tại vì mình nuôi nó từ hồi nhỏ á, nên bây giờ nó không có bay. Nó cứ ngày cho ăn nè, bay vô tư luôn các bạn nè. Đi ăn. Nó cứ gặp mình theo người là đi các bạn nè. Nước các bạn nè, các bạn cứ chế nước vô. Chế nước xung quanh cái túi nè. Đó, ngày các bạn chế bạn xin chế hạt 3-4 lần nước. Chế nước vô. Cho nước nó thấm vô bên trong cái thốc á. Đó.
cho nó nhanh lên mầm, mong một mầm ra. Coi như là bây giờ là các bạn thấy là nó mới lú á, và để đến chiều á nó mọc dài lên thêm xíu nữa. Nó cần dài dài vừa thôi, đừng dài quá, đừng có lên lá ra được nha các bạn. Đi 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 đi, cứ đậu ăn liên tục cả ngày luôn các bạn nè, dễ thương gì đâu á nè, con bìm bịp. lên đây đây, thôi đừng đi ra ngoài, đi ra ngoài mấy con gà nó mổ chết đó con. Thôi đi vô chuồng đi. Ê con kia thôi, nó treo con ten kia rồi. Ê có hai con các bạn, con này nó sao nó dính đây rồi, trời ơi, ra vô làm gì đang dính đấy trời, nó bị dính lưới các bạn nè. Mình đang tìm cách mình gỡ nó ra nè. Ra con rồi. À có hai con các bạn nè. Con này nó hăng quá, nó tung biết à. Cái đầu của nó ấy luôn nè. Mổ. Ủa ra đường nào vậy con? À con ra đường nào vậy? Thôi đi. Con vô chuồng đi, tí nữa anh bắt đồ cho con ăn. Mình bỏ nó vô chuồng các bạn nè. Dễ thương lắm các bạn nè. Ngày có nó kêu dễ thương lắm rồi. Thôi được rồi. Vô chuồng đi con. Vô chuồng nha. Vô chuồng nha. Vô chuồng đi. Tí nữa anh bắt đầu cho ăn nha. Mình có nuôi ít gà. Gà Mỹ lai rừng á các bạn. Thì nhà mình làm mộc á, có tí chim đồ kêu á nó thú vị các bạn ạ. Đây là cái khung cảnh cái trại mộc nhà mình. Đó. Trại mộc nhà mình nó có chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Hôm qua mà cho mình có tiễn vài con cu. Cu nè. Cu có ba con cu luôn. Đây con đó nè. Đây là cái máy CD để xẻ cây. Nói cho nó chỉ có vậy thôi các bạn nha. Ok các bạn, video của mình hôm nay nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Mình muốn chia sẻ cho các bạn cách cái mồ cóc mình như thế nào và cách mình nhà mình sống nó ra làm sao thôi. Các bạn xem video đừng quên nhớ hay nhớ mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và để và ấn chuông và đăng ký để ủng hộ câu cá đam mê nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lần sau nha.